Xin chào các em. Hôm nay, cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C2 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 83, đề bài như sau. So sánh I1 với I2 và nêu nhận xét. Khi bị đoạn mạch, dòng điện trong mạch có cường độ 3 chấm. Hãy nêu các tác hại của hiện tượng đoạn mạch. Các em cùng đọc cho cô phần 1 nhỏ này. Hiện tượng đoạn mạch. Hiện tượng đoạn mạch hay người ta còn gọi là hiện tượng ngắn mạch. Ban đầu, giáo viên làm thí nghiệm này. Quan sát thí nghiệm của giáo viên với mạch có sơ đồ hình 29.2. Khi giáo viên đóng công tắc đọc và ghi số chỉ của ampe kế I1. Các em nhìn thấy này. Ở đây, trong mạch điện này gồm có một nguồn điện. Một ký hiệu, đây là ký hiệu cầu trì. Đây là ampe kế công tắc khóa K. Thấy chưa? Đây là bóng đèn pin. Khi bình thường giáo viên lắp đúng theo mạch như thế này thì khi chúng ta đóng công tắc, thấy chưa, thì bóng đèn đây sáng bình thường. Các em đọc và ghi số chỉ của ampe kế này, thấy chưa. Giáo viên làm thí nghiệm tiếp này. Giáo viên làm đoạn mạch bằng cách nối hai đầu A và B của bóng đèn bằng một dây dẫn. Khi này hai cái chốt ở hai cái đầu bóng đèn này, giáo viên cắm thêm một cái dây nối hai cái chốt này vào nữa, được chưa? Sau đó, giáo viên đóng công tắc, quan sát bóng đèn và ghi số chỉ của ampe kế. Khi này các em nhìn thấy có hiện tượng gì nhỉ? Số chỉ của ampe kế khi này sẽ lớn hơn và cái đèn này nó sáng rất mạnh các em ạ. Được chưa? Và phải để một lúc lâu thì nó sẽ có một cái hiện tượng đó là bóng đèn này bị hỏng. Được chưa? Mẹ người ta yêu cầu này. So sánh I1 và I2 và nêu nhận xét. Khi bị đoạn mạch, dòng điện trong mạch có cường độ làm sao các em? I2 chúng ta vừa đo được là I2 lớn hơn I1 đúng không? Vậy thì sẽ so sánh như đây là I2 lớn hơn I1 hay là I1 nhỏ hơn I2 và điền từ gì vào đây? Dòng điện trong mạch có làm sao? Có cường độ mạnh hơn đúng không? Người ta còn hãy nêu các tác hại của hiện tượng đoạn mạch. Hiện tượng đoạn mạch là một hiện tượng xảy ra rất nguy hiểm và không nên có ở trong đời sống. Nó có tác hại không tốt như là cường độ dòng điện tăng quá mạnh này. Khi mà cường độ dòng điện I2 nó tăng hơn so với I1 và nó tăng quá mạnh có thể gây cháy cái bóng đèn này. Thấy chưa? Như cô đã nói là nếu như mà để một lúc lâu hoặc là cái cường độ này nó tăng lên quá nhiều thì cái bóng đèn này có thể bị cháy. Thấy chưa? Hoặc là làm nóng chảy các dây điện dẫn này, làm nóng chảy vỏ các dây điện dẫn này. Đấy, vỏ cách điện ấy và các bộ phận khác của nó tiếp xúc gần nó thì có thể gây cháy và hỏa hoạn. Đấy, đấy là tác hại của cái hiện tượng đoạn mạch, hiện tượng ngắn mạch này. Và nếu một phần của mạch điện bị đoạn mạch thì các dụng cụ ấy, các dụng cụ này, ví dụ như ampe hay cầu trì hay là có cái bóng đèn khác nó nối vào đây, thấy chưa, thì sẽ bị còn lại thì sẽ có thể bị hỏng. Đấy, hoặc là cái bóng đèn này cũng sẽ bị hỏng theo, thấy chưa. Các em cùng đi trả lời câu hỏi C7. Chúng ta hãy đi so sánh I1. Trước tiên là so sánh này. Khi này I1 nhỏ hơn I2. Chúng ta nhận xét được là gì nhỉ? Nhận xét khi bị đoạn mạch. Khi bị đoạn mạch thì dòng điện trong mạch, dòng điện trong mạch có cường độ lớn hơn. Các em gạch chân từ lớn hơn này là từ chúng ta phải điền vào dấu chấm. Các tác hại của hiện tượng đoạn mạch. Đó là cường độ dòng điện tăng lên quá lớn.
Cái hiện tượng đoàn mạch này làm cho cường độ dòng điện. Tăng lên quá lớn. Có thể làm chảy. Hoặc làm cháy. Vỏ bọc. Cách điện. Và các bộ phận khác. Tiếp xúc gần nó. Tiếp xúc nó và gần nó. Từ đó có thể gây hỏa hoạn. Và tác hại nữa là nếu một phần của mạch điện bị đoạn mạch thì các dụng cụ sử dụng điện ở phần còn lại của mạch điện có thể bị hỏng. Chúng ta thấy được là cái hiện tượng đoạn mạch này là hiện tượng xảy ra rất nguy hiểm.